nhưng ngày mừng phải bỏ bát tuần của bà Tám. Ngày tôi xin tặng bà Tám bài thơ để nói gọn trong cái ý nghĩa của đại bỏ bát tuần. Dạ. Đá cắt mà. Đúng rồi. Tổng kết hay chụp chung? Hai người vậy đẹp lắm á. Dẹp đi hồi ấy bắt quên rồi. Không ăn kem như rồi. Bây giờ ngưng lại chút cái nợ nó đem ăn kem về. Vậy mà chụp bây giờ chụp gì đi rồi hắn đưa hai tay ngoài, đưa hai tay rồi nhìn đây rồi đó. Kem sao đưa cửa người ta đâu biết thế nào bánh kem sao đâu. Rồi, nhìn lên nha, nhìn lên nha.
ta cái tay cái dài này ghét gì cái tay cái dài à, đúng rồi đúng rồi. Ôi cô lại đi ra cô lại cho ta chụp hình đó. Chụp 8 bôi đi. 8 bôi đi. Ơi ơi trời, bao nhiêu luôn rồi. Chưa từ từ biết nãy. Kìa nhìn thở chút hình kìa, đi ra nhìn thở đi này gì ba gì. Cô sáng vô với cô ba luôn kìa. Cậu Tư kìa, cậu Nam vô luôn đi, một mày con đâu rồi. Con đâu hết rồi. Một mày con. Mày con của bả đâu rồi. Vô luôn cho một người. Vô luôn đi, 2, 3, 4, 5, 6, gì 7 gì đâu hết rồi. Mày ra mày chịu tập coi 2, 3, 4, 5, 6, 7 vô gì đâu ra đi. Chụp nguyên đi, coi đi. Gia đình đi. Gia đình đi. Không, cho con bà chụp trước đi rồi xong rồi tí. Điện thoại của ai vậy? Một bà cháu gái thôi, đừng có em trai vô. Đã tưởng nó nhân dịch chính. Chị hai đi, tại chị hai vô chụp hình đi, vô vô luôn, vô chụp hình luôn, vô chụp hình với chị không, thôi vô chụp hình với mẹ kẻ đi lên, con ai vậy, con ai uống nu vậy,
Dạ dạ. Chụp mình chụp mắt bác á. Ủa đang chơi vậy? Là làm em cũng chụp bác hay là chụp ở đây không? Bác lên luôn đi. Chờ nè. Bấm nha. Ba rồi. Anh tao không móc tại mẹ mà kêu móc. Ủa sao nó được u án đám riêng mình vậy? Ờ cứ có vậy đó. Ủa? Dạ. Chỗ là chỗ chụp lại chụp lại con sâu rồi đó. Đi xị mà đi chụp mình. Chân chị Trang nè, cái chị Trang ơi. Xích xích vô trong. Ai đi điện của anh Vũ ai? Còn của anh Lâm. Của anh Lâm chứ hả? Ừ, tại anh Vũ sợ để lâu kìa. Tìm không? Không có tuổi con gì chưa. Còn cái nữa ta chụp hai cái. Chụp hai tầng luôn á tao. Hai tầng ơi chụp. Có gì vậy? Cú ở nhà đây nhậu rồi chứ ba ơi có à, ở nhà ta đi vô. Mấy anh chị đi chụp hình đó. Đúng không? Giống giống đây nè. Giống hai tao với em. Thôi thôi để cho anh tôi chụp vô á. Giống như chị lên hồi nãy mình chị nha. Mấy anh tôi vô kìa. Rồi, đỏ đi nha. Rồi, rồi, tới đây. Rồi, ngồi xem cái bánh kem ra để dưới đây nè. Không phải dẹp bàn mới được. Rồi, ngồi đi. Anh nó để cái bài xuất ra. Trời ơi, tới mẹ với con với chị dì hai. Với chị Trang Thanh. Chị Trang Thanh. Quy gia đình hết rồi. Kêu, kêu cha với mẹ gia đình mình ra chụp thôi với bà nội. Rồi em chị vô nè để không có tóc hình nào. Không, kêu nguyên nhà mình cho chụp. Năm nữa. Con thả cho bà năm nữa kìa. Đây, vô đây. Ở nè. Qua, vô đây qua. Ở nhà gia đình này không có cháu nào cho ngoại chứ hả?
đi vô đúng không? Rồi mấy ngày còn con gái con gái đi mấy ông bà nhỏ. Con gái gì? Kêu con gia đình thôi mà cháu chắc đi chứ. Ba vô dưới đó. Ba vô đi. Hai ba mẹ qua đây. Đứng ngay đứng đợi đi, đi qua. Hai ba
Nhớ dài không? Nhớ dài thì chứ. Rồi chút phải hồi 70 tuổi luôn á.
Con tầm mấy quay phim. Nè, Cưng có ý quay mỗi sáu rồi, khéo nè. Cưng có mời bà vợ Cưng không? Dạ có, một xíu rồi. Lên nhỏ luôn Cường ơi. Thế là làm sao không trẻ vô đây liền không? Cái cậu ở là nhỏ vậy đó. Mặt hơn hả? Chưa đủ đồ mà hát cái gì.